Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học phần phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Hàn. Bảng chữ cái tiếng Hàn có tất cả 19 phụ âm, chúng ta cùng học về phụ âm nét vuông trước nhé. Phụ âm đầu tiên chúng ta có âm này tên gọi là kiyo và phát âm là khờ khờ khờ. Ví dụ từ cửa hàng là khá kê khá kê khá kê. Phụ âm thứ hai đó là âm này tên gọi là niun và phát âm là n n n. Ví dụ từ chị trong tiếng Hàn là Nuna Nuna Nuna. Phụ âm tiếp theo ta có âm này tên gọi là chì cừ. Về phát âm ta có hai cách phát âm. Thứ nhất, khi nào đứng đầu từ ta phát âm là thở. Lưu ý chúng ta phát âm nhẹ và đi xuống. Còn khi nào đứng ở cuối từ ta phát âm là tờ. Ví dụ động từ đóng thật tạ thật tạ thật tạ. Phụ âm tiếp theo chúng ta có âm này tên gọi là grill. Về cách phát âm có hai cách phát âm. Khi đứng đầu từ ta phát âm là r r. Ví dụ từ đăng nhập âm này chúng ta đọc là rogu rogu. Còn khi đi đứng ở vị trí phụ âm cuối chúng ta phát âm là l l l. Ví dụ từ mặt trăng thải thải thải. Phụ âm tiếp theo chúng ta có phụ âm này tên gọi là miêm, phát âm là m m m. Ví dụ từ cơ thể tiếng Hàn là mồm mồm mồm. Phụ âm tiếp theo chúng ta có phụ âm này tên gọi là phí âm, phát âm là bờ hoặc phở. Ví dụ từ cơm trong tiếng Hàn là chữ này chúng ta đọc là hạt hạt hạt. Phụ âm tiếp theo chúng ta có âm này tên gọi là phiu và phát âm là thở thở. Các bạn lưu ý mím môi và bật hơi thật mạnh ra thở thở. Ví dụ hành lá tha tha tha. Chúng ta chuyển sang 7 phụ âm thêm nét. Phụ âm đầu tiên chúng ta có phụ âm này có tên gọi là siột, phát âm là sờ sờ sờ. Ví dụ từ này chúng ta đọc là sim 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 sim. Từ này có nghĩa là sự buồn chán. Phụ âm tiếp theo phụ âm này có tên gọi là chỉ ơn, phát âm là chờ chờ chờ. Các bạn lưu ý âm này phát âm nhẹ và đi xuống chờ chờ chờ. Ví dụ từ này chúng ta đọc là chà ghi chà ghi. Từ này có nghĩa tiếng Việt là mình ơi.
Phương tiếp theo. Phương này có tên gọi là chi, phát âm là chờ chờ chờ. Các bạn lưu ý phát âm bật hơi và có gió. Chờ chờ chờ. Ví dụ từ này chúng ta đọc là chín củ, chín củ, chín củ. Phương tiếp theo. Phương này có tên gọi là yên, phát âm là ngờ ngờ ngờ. Các bạn lưu ý phương này phát âm là ngờ khi nó là phương cuối của một từ. Ví dụ từ này chúng ta đọc là khàng khàng khàng. Còn khi phụ âm này đứng ở đầu từ thì nó không được phát âm, hay nói cách khác là âm câm. Ví dụ âm này chúng ta đọc là a a a chứ không đọc là nga. Phụ âm tiếp theo. Phụ âm này có tên gọi là hiu, phát âm là hờ hờ hờ. Ví dụ từ này ta đọc là hô su hô su hô su, có nghĩa là cái hồ. Các bạn lưu ý khi âm hờ đứng ở đầu từ như thế này ta đọc là hờ như bình thường, còn khi nó là phụ âm cuối thì ta không phát âm. Ví dụ từ này ta đọc là chô a chô a. Phụ âm tiếp theo. Phụ âm này có tên gọi là kiu, phát âm là khờ khờ khờ. Ví dụ từ này ta đọc là khô 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 khô, tiếng Việt có nghĩa là cái mũi. Phụ âm tiếp theo. Âm này có tên gọi là thiên, phát âm là thở thở thở. Ví dụ từ này ta đọc là thu giả thu giả thu giả. Thu giả nghe tiếng Việt là sự đầu tư. Chúng ta chuyển sang năm phụ âm đôi. Phụ âm đầu tiên, phụ âm này có tên gọi là sang kiểu, phát âm là cờ cờ cờ. Ví dụ từ này ta đọc là cô cô cô, nghĩa là nhất định. Phụ âm tiếp theo. Phụ âm này tên gọi là sang đi cực, phát âm là tờ tờ tờ. Ví dụ từ này chúng ta đọc là ta tả ta tả ta tả ta tả, nghĩa là hải. Phụ âm tiếp theo. Phụ âm này tên gọi là sang biểu, phát âm là bờ bờ bờ.
Ví dụ từ này chúng ta đọc là oppa, 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 nghĩa là anh. Phương tiếp theo, phương này tên gọi là sang siêu, phát âm là sở, sở, sở. Ví dụ sada, 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 sada như là rẻ. Phương cuối cùng, phương này tên gọi là tăng trưởng, phát âm là chờ, chờ, chờ. Ví dụ từ này chúng ta đọc là cha đà, cha đà, cha đà, cha đà có nghĩa là mặt. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, phân biệt âm. Chúng ta sẽ phân biệt âm nhẹ, âm căng và âm bật hơi. Đối với âm nhẹ, chúng ta sẽ phân âm nhẹ và như là có dấu huyền. Ví dụ thà, thà. Tiếp thà, 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 thà. Thà. Đối với âm căng, chúng ta sẽ phát âm căng và đi lên. Ví dụ cà, cà, tà, tà, bà, bà, chà, chà, xa, xa. Tiếp theo, đối với âm bật hơi, chúng ta sẽ phát âm có gió và đi lên. Ví dụ kha, kha, tha, tha, pa, pa. Cuối cùng cha, cha. Bây giờ thầy sẽ đọc theo hàng ngang để các bạn phân biệt cho dễ nhé. Kha, kha, ca, ca, kha, kha, tha, tha, ta, ta, tha, 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 ba, ba, tha, tha, cha, 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 xa, xa, xa. Bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Ăn nha.